Xin chào các bạn, xin chào tất cả các bạn. Đây là máy bay phản lực bằng giấy, máy bay phản lực bay xa nhất. Các bạn cũng xem video và đăng ký kênh ủng hộ mình, cảm ơn các bạn. Vâng, và để làm cái máy bay giấy này thì cũng rất đơn giản. Loại này là loại dễ gấp nhất đấy. Tôi nên gấp tờ giấy thành gấp đôi. Wow. Đây là làm đâu này. Đây gọi là máy bay phản lực đấy. Rồi này. Đấy. Các bạn xem video thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.